Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình On Green. Tham gia chương trình On Green ngày hôm nay với tôi là golfer chuyên nghiệp Trần Lê Duy Nhất. Chào anh Đức. Và anh Nhất. Và rất vui khi mà anh Nhất tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như các bạn có hay theo dõi các giải đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam, các giải đấu thuộc hệ thống VPGA Tour cũng như VPG Tour, thì sự xuất hiện của golfer Trần Lê Duy Nhất luôn luôn làm cho chúng ta cảm thấy phấn khích, bởi vì anh Nhất là một golfer thi đấu chuyên nghiệp từ khá lâu và bản thân tôi cũng rất là ngưỡng mộ cách thi đấu và phong cách thi đấu của anh Nhất. Có một điều mà có lẽ khán giả cũng hay để ý tới và hay đặt câu hỏi, đó chính là cây gậy putter. Ngày hôm nay thì hy vọng Nhất có thể chia sẻ với khán giả một chút về cây gậy putter của mình. Và tôi biết là xung quanh cây gậy putter này có rất nhiều những cái câu hỏi mà khán giả hay đặt ra. Và đồng thời qua đó, hy vọng Nhất có thể chia sẻ một chút về phần kỹ thuật cũng như là cách mà Nhất nhìn nhận về việc putting ở trên green nên như thế nào về phần kỹ thuật. Và hy vọng hôm nay là Trần Lê Duy Nhất sẽ giúp chúng ta giải đáp tất cả những thắc mắc như vậy. Đầu tiên có lẽ hy vọng anh Nhất có thể chia sẻ một chút về cây gậy putter này. Một cây gậy mà không có tính truyền thống cao, cây gậy putter rất là dài. Vậy thì cây gậy này anh Nhất dùng được bao lâu rồi và lý do tại sao mà Nhất lại dùng cây gậy putter này? Tôi một vài năm trước cũng đã thử sử dụng cái loại putter dài này. Thực ra là tôi putt thì tôi thấy không có nhiều khác biệt so với gậy putter ngắn. Nhưng sau một thời gian putt không thành công thì tôi đã quyết định là quay lại và thử lại gậy putter dài một lần nữa. Và tôi thấy là giúp tôi rất là nhiều trong những cú putt quyết định. Theo tôi nhìn thấy những golfer mà có khả năng ghi điểm tốt ở trên green, ở trên PGA Tour ấy, thì cách sử dụng cây gậy putter dài này cũng không phải là sự lựa chọn phổ biến nhất. Tại sao mà Nhất lại sử dụng thử cái cây gậy như thế này? Tôi thấy là độ nặng của cây putter dài sẽ làm cho tôi yên tâm hơn về việc giữ nhịp trong cái cú putt, nhất là trong những cái điều kiện gió như thế này. Thì nếu mà tôi cầm cây putter ngắn thì tôi phải cầm rất là chặt. Lúc mà tôi cầm chặt thì không thể nào mà tôi cảm giác được cái độ nặng của đầu gậy putter, thì rất là khó cho việc cảm giác được cự ly mình sẽ putt ra bao nhiêu. Sau khi đã dùng cây gậy này tương đối thành công một thời gian, mà Nhất thấy cái tác dụng lớn nhất cây gậy này mang lại là cái gì? Thật ra là sau khi tôi thử lại cây putter dài thì tôi phải cắt ngắn đi một chút. Thì theo anh Đức biết là luật golf cũng thay đổi trong một vài năm gần đây là không cho golfer tì gậy vào người, nhưng vẫn cho xài những cây putter dài. Lúc trước thì cây putter này dài hơn khoảng 1 inch để tôi tựa vào ngực được. Nhưng mà bây giờ tôi phải cắt ngắn hơn. Tại vì nếu mà tôi vẫn giữ cái chiều dài như cũ thì tôi phải đứng rất là xa bóng. Cái cách dùng cây putter dài này mà làm tôi cảm giác an tâm là vì là tôi phải nắm chắc tay trên, là tay trái của tôi, nắm grip trong lòng bàn tay chứ không phải trong ngón tay như gậy bình thường. Tôi thích để ngón cái ở trên để cho cái grip của mình chắc chắn hơn. Và lúc tôi đứng vào, tôi muốn cái mu bàn tay và cánh tay phẳng. Hầu như là cái cánh tay của tôi là cái mà tôi để dùng để nhắm hướng. Tay phải của tôi có thể thả lỏng và cảm giác được cái độ nặng của đầu gậy putter. Tôi cũng không có chạm ngón cái của tay phải vào, cầm gậy lỏng nhất có thể. Tại vì nếu tôi chạm ngón này vào thì cũng giống như là tôi đã đang bóp chặt cây putter của tôi. Trước đây thì cái gậy putter này của anh Nhất, như anh có nói đó là cái gậy putter này dài để có thể tì vào ngực. Bởi vì luật golf đã thay đổi là không cho phép các golfer được phép tựa cây gậy vào bản thân mình để từ đấy tạo một cái vòng cung di chuyển. Thế nên anh Nhất đã phải cắt ngắn cái gậy này đi. Có một điều tôi thắc mắc nhỏ ở đây đó là cái sự thay đổi trong cách cầm gậy của tay trái. Trước đây tay trái cầm vào đầu gậy và có phần tì vào cơ thể. Theo tôi thì có phần nào dễ hơn so với cả việc bây giờ tay trái không được tì vào cơ thể nữa, tức là cây gậy không được chạm vào cơ thể. Nghĩa là cả phần tay đang cầm cán gậy ở đây cũng sẽ phải di chuyển. Như vậy thì nó có gì quá là khác biệt về phần kỹ thuật hay không? Theo tôi, và tôi cũng nghiên cứu với những golfer mà hiện giờ vẫn dùng gậy putter dài, thì thật ra là mọi người nói là nếu mà mọi người biết được là không tì, cảm giác sẽ thoải mái hơn thì họ đã không tì từ lâu rồi. Và tôi, bản thân tôi cũng cảm giác như thế. Tại vì nhất là với những cái cú putt xa thì cái việc tì ngực là tôi cảm giác là có
có một chút gì hạn chế về cái ra lực đủ để cho trái bóng lăn được đến hố. Nhưng mà không tùy ngực thì là chúng ta vẫn có thể là có thêm một cái vòng swing nó được lớn hơn một tí. Cũng rất là hay. Tôi nghĩ bởi vì có lẽ mình cũng chưa trải nghiệm cái gậy putter này đủ lâu nên tôi chưa cảm nhận được những điều như vậy, nhưng mà những chia sẻ của anh Nhất rất là có lý. Anh Nhất có thể minh họa cho khán giả xem cách mình sử dụng cây gậy putter này như thế nào. Với cú putt này cũng không phải là cú putt dài, có phần hơi lên dốc một chút thì việc ra lực cũng như là kiểm soát cái độ cuộn của đường bóng nó có khó hay không? Cái cú putt này là chúng ta thấy là dốc đổ trái qua phải rất là rõ, cũng hơi lên dốc một tí. Tôi sẽ nhắm trái lỗ khoảng chừng 3 hố, rồi cho trái bóng sẽ đổ theo dốc. Đây. Trong cái việc setup với cái putter dài này là tôi luôn muốn setup cái đầu gậy cho đúng cái hướng mình đánh trước, sau đấy tôi mới đứng vào bóng. Có nghĩa là setup gậy trước rồi setup gậy trước theo gậy. Đấy. Còn tôi thấy rất nhiều các golfer nghiệp dư thì họ thường đứng trước, xong rồi họ mới set up mặt gậy sau, thì họ sẽ luôn cảm giác thấy không thoải mái, nên tôi phải bắt buộc là biết được cái mặt gậy tôi nhắm đúng hướng tôi muốn đánh trước, xong sau đấy tôi sẽ set up theo cái hướng đấy, thì lúc đấy sẽ tạo cho tôi cái sự thoải mái hơn và tôi biết chắc là tôi đang nhắm đúng hướng. Ừ, đấy rất có lý, và golfer chuyên nghiệp thi đấu trên các tour thi đấu cũng bao giờ cũng làm như vậy. Đấy, thật ra là một cú putt tôi nghĩ là không có tệ, nhưng mà anh Đức thấy là điều kiện gió rất là nhiều, đúng rồi. Thì vừa rồi là tôi không có tính đủ gió nên gió sẽ để cho cái cú putt của tôi đổ trễ hơn. Cái lực thì tôi thấy là rất hài lòng vì tôi có thể cảm giác được cái độ nặng của đầu gậy trong điều kiện gió rất mạnh như thế này. Theo tôi thì ở những bề mặt green nhanh ấy, những cây gậy putter như cây gậy putter này cũng giống như thiết kế cây gậy đầu gậy lớn cân bằng ở mặt giống như cây gậy này của tôi, thì những cây gậy này sẽ phù hợp với những điều kiện green nhanh bởi vì là chúng ta dễ dàng đưa đầu gậy đi thẳng về đằng sau một hướng và thẳng qua một hướng. Lý do tại sao tôi sử dụng cây gậy putter ngắn như thế này và cũng như sử dụng cái grip to như thế này bởi vì là tôi muốn cảm giác cái cổ tay của mình khi setup vào có phần sẽ hơi dựng xuống một chút, và khi tôi dựng cổ tay của mình xuống thì tôi sẽ khóa được phần cổ tay và không bị cổ tay bị linh hoạt quá. Khi mà chúng ta cầm gậy có phần hơi thấp ở phần tay cầm ở đây thì tôi thấy các golfer nghiệp dư rất hay mắc phải những lỗi thế này, nên là họ đứng vào một tay rất là thấp và từ đấy cổ tay của họ sẽ sử dụng nhiều, còn ở vị trí dựng lên này cổ tay yếu hơn và giữ cho đầu gậy tốt hơn. Tôi nghĩ cái gậy putter dài như thế này khi mà anh Nhất đứng vào tôi thấy cái góc độ dựng thẳng xuống cũng tương đối nhiều, thì điều đấy có giúp anh Nhất là giữ cho đầu gậy thẳng hay không, hay là anh Nhất có muốn đầu gậy di chuyển hơi cong nhẹ, hay là có khi nào nghĩ mình sẽ sử dụng lại cái gậy putter này ở những bề mặt green chậm hơn không? Tôi thấy là cũng giống như anh Đức nói là lúc mà cái tay của mình đứng hơn thì là cái gậy putter của mình là nó sẽ đi thẳng hơn thay vì là vòng quanh người mình quá nhiều. Thì cái putter này tạo cho tôi được cái setup đấy. Và thật ra là cái putter này đứng hơn là những cây putter ngắn nữa thì sẽ tạo cho tôi một cái cú đánh thẳng hướng với hướng lai mà tôi muốn đánh hơn. Okay. Như chúng ta đều biết ở trên green, việc kiểm soát được khoảng cách là một yếu tố rất là quan trọng, và với rất nhiều cú putt thì việc kiểm soát lực này còn quan trọng hơn nhiều việc kiểm soát hướng, bởi vì lực đôi khi sẽ quyết định hướng chúng ta phải ngắm như thế nào. Liên quan tới việc kiểm soát khoảng cách ở đây đó là chúng ta sẽ phải kiểm soát được độ cuộn của trái bóng sau khi mà đầu gậy va chạm vào trái bóng. Với tôi thì bởi vì cái gậy này tương đối ngắn, tôi cảm giác là tay của mình có thể hơi đưa lên một chút trong quá trình thực hiện cú putt. Cảm giác như tay của tôi có thể hơi cuộn từ dưới lên trên và giữ cho mặt gậy đóng đi từ dưới lên trên và cuộn đường bóng. Không hiểu là anh Nhất có kiểm soát cái độ cuộn của mình như thế nào khi mà sử dụng cây gậy putter dài như thế này và phải sử dụng toàn bộ phần cơ thể phần trên để xoay, thì không biết là có khó hơn không, bởi vì chắc chắn tôi nghĩ ngày xưa anh Nhất cũng bắt đầu bằng cây gậy putter ngắn này sau đấy mới chuyển sang cây gậy putter dài. Đối với tôi thì tôi chỉ tập trung và xem như đầu putter là một quả lắc, chứ thật ra cây putter dài này rất khó để kiểm tra cái độ cuộn giống như là một cây putter ngắn. Và tôi lúc trước cũng putt như anh Đức, tất nhiên là không có nhiều
thành công cho lắm trong cái kỹ thuật đấy, nên tôi quyết định tôi đổi qua cái putter dài này. Nhất có thể giúp khán giả minh họa thêm một vài cú putt xem là tôi rất là muốn xem đầu gậy khi mà đưa lên nó có rời xa mặt đất hay không. Tại vì với tôi thì khi mà hướng dẫn nhiều golfer nghiệp dư, tôi luôn luôn muốn cảm giác đầu gậy di chuyển về đằng sau sát mặt đất để khi trả về có thể có xu hướng muốn cuộn lên một chút. Và theo như quan sát của tôi, Nhất ở đây cũng di chuyển đầu gậy về hoàn toàn không bị đưa lên cao, chứng tỏ là khi trả về vẫn còn khả năng cuộn bóng rất là tốt. Hơi nhẹ một chút. Và anh Đức có thể thấy là hầu như là cái bàn tay phải của tôi là chỉ chạm vào gậy rất là nhẹ thôi, chứ tôi không có nắm gậy không như cầm chặt như là dùng những cái bắt tay ngành. Có một điều này nữa mà tôi cũng hơi thắc mắc khi mà nhìn anh Nhất cầm gậy ở tay phải như vậy. Có rất nhiều ý kiến cho rằng là với một golfer khi mà putt ấy, thì thường mình sẽ dùng một tay để giữ hướng và một tay để ra lực. Ví dụ như tôi biết là Steve Stricker là một golfer lão làng, cũng trước đây cũng đã có những chia sẻ tương tự, đó là ông thường dùng một tay trái để giữ hướng của đầu gậy và từ vị trí giữ hướng này ông dùng tay phải của mình để có thể đưa được lượng lực đi nhiều hơn. Có nghĩa là một tay giữ hướng, một tay giữ lực. Vậy thì với cách cầm gậy của anh Nhất thì thứ nhất là có đúng như thế không? Nghĩa là cũng là một tay về lực, một tay về hướng hay không? Và thứ hai đó là việc cầm gậy ở tay phải, sự khác nhau giữa cầm gậy kiểu móc ngón như vừa xong hay cầm gậy kiểu crow grip như thế này hay một số cách cầm gậy khác với anh Nhất với gậy putter dài như thế này thì có sự khác biệt lớn hay không? Lúc trước thì tôi cũng nghiên cứu Steve Stricker và cũng đồng ý với cách putt của Steve, nhưng mà theo tôi thì tôi thấy là lúc hai tay để gần nhau thì tôi không có chia ra được là tay giữ hướng và tay ra lực rõ ràng. Hai tay cầm sát quá. Tại vì hai tay cầm sát quá. Và nhiều lúc thi đấu thì bị áp lực thì lại ảnh hưởng đến cái grip. Đấy, nên tôi thấy là cái putter dài thì hai tay cách nhau rất xa thì rõ ràng là tôi biết được là tay trái là tôi giữ hướng và tay phải tôi feel được cái cự ly tôi cần đánh là bao xa. Thế còn tay phải thì sao khi mà anh cầm móc như thế này? Liệu đây trước đây anh đã có thử cầm gậy theo kiểu crow grip hay là một số kiểu tay cầm khác hay không? Tại vì tôi cũng biết là có rất nhiều kiểu tay cầm khác nhau, đặc biệt là tay phải. Thật ra là tôi cũng thử rất nhiều kiểu và tôi cảm giác thấy là nếu mà tôi cầm móc như thế này thì tôi sẽ cầm nhẹ nhất và tôi cũng biết chắc là gậy luôn nằm trong tay phải của tôi. Còn nếu mà tôi cầm theo kiểu claw grip thì với điều kiện gió mạnh như thế này thì có thể là tôi sẽ cảm giác là cái gậy không nằm chắc chắn trong tay phải, thì lúc đấy là tay phải tôi lại thành chặt như là tay trái tôi cầm, thì cái đấy thì không có tốt cho lắm. Rồi nhất là khi tay phải là tay chúng ta sẽ điều lực mà chúng ta lại vô tình điều khiển cả hướng luôn thì sẽ mất vai trò sự phối hợp giữa hai tay với nhau. Các bạn thấy với những chia sẻ vừa xong của anh Nhất thì có lẽ là chúng ta phần nào hiểu rõ hơn cây gậy putter dài như thế này, và tôi nghĩ phần nào anh Nhất cũng giúp rất nhiều khán giả xem truyền hình, theo dõi những giải đấu của Việt Nam, theo dõi anh Nhất thi đấu, hiểu được rằng việc sử dụng cây gậy putter là hoàn toàn đúng luật bởi vì anh Nhất không hề tì vào cơ thể mình. Cũng tương tự như Adam Scott, rất nhiều người hiểu nhầm rằng Adam Scott vẫn đang gọi là chơi không đúng luật cho lắm, nhưng thực tế thì luật golf cho phép bởi vì cây gậy putter không chống một người. Có lẽ sau buổi hôm nay tôi sẽ nghiên cứu thử cây gậy putter của anh Nhất có thể có cầm cây gậy của tôi và tôi xin mượn lại cây gậy kia khoảng độ vài tuần chúng tôi nghiên cứu, hy vọng là phần nào cải thiện được cây gậy putter của mình. Rất may là tôi cũng có một cây y như vậy ở nhà để cho anh Đức mượn, chứ bây giờ tôi nghĩ là anh Đức phải tìm trên eBay thì may ra mới có. Rất cảm ơn những chia sẻ vừa xong của anh Trần Lê Duy Nhất và hy vọng là quý vị khán giả sẽ sớm có lúc chúng ta trải nghiệm những cái gậy putter khác nhau, những cái tay cầm khác nhau cũng như kỹ thuật khác nhau, tìm ra được bất cứ điều gì giúp mình ghi điểm được ở trên green, và chúc các bạn cải thiện được điểm số. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.